Rồi, vậy thì chúng ta đi đến cái phần cuối cùng. Áp dụng kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non và trẻ mẫu giáo như thế nào? Vậy thì cái việc đầu tiên ở đây, vậy thì từ xưa đến giờ các em chị tự đánh giá xem cái việc áp dụng kỷ luật tích cực ở gia đình mình nó như thế nào. Tự chấm điểm mình được bao nhiêu điểm? Mấy trên 10? Mấy anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi, ok. Gia đình mình sao chị? Nó tự đánh giá là từ xưa giờ mình áp dụng như thế nào? Rồi, cảm ơn. Rồi, gia đình mình sao ạ? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình có thể đôi khi chúng ta sẽ tự hỏi là ủa vậy tại sao kỷ luật chưa hiệu quả? Có thể là vì ba mẹ lỡ mắc phải một trong những cái lỗi sau. Thứ nhất là chúng ta không có nhất quán. Không nhất quán ở đây là bao gồm gì? Mẹ thì nói yes mà ba thì nói no. Ba mẹ nói no nhưng ông bà nói yes. Ba hồi sáng nói yes, hồi chiều nói no. Mẹ hồi sáng nói no, hồi chiều nói yes. Có không ạ? Có đúng không? Nhiều lắm, nhà nào cũng có rồi. Không rõ ràng. Không rõ ràng ở đây có nghĩa là sao? Nếu chúng ta có một cái bạn 3 tuổi mà chúng ta cần phải nói cho bạn biết là quy định của mẹ là con chơi xong con phải dọn đồ chơi rất là gọn gàng, cứ chơi xong là phải dọn. Cái đó là cái mong đợi của chúng ta đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ nói với con là con chơi xong mà con để cái phòng bày bừa như vậy hả? Con coi có được không? Cái đó có phải là một thông điệp rõ ràng để cho bạn nhỏ biết là bạn cần phải làm gì không? Đối với một bạn nhỏ thì chúng ta phải nói là con chơi xong, búp bê con phải cho vào cái hộp màu vàng, xe Lego con phải cho vào cái hộp màu xanh và toàn bộ khối nam châm con phải cho vào cái hộp màu trắng này. Mình làm đi con. 3 tuổi hiểu được không? Được không ạ? Dạ rồi. Nhưng mà chúng ta thường thì chúng ta có đủ dành đủ thời gian để nói điều đó với bạn 3 tuổi không? Rồi, ok. Thế thì rõ ràng là không rõ ràng đúng không? Không hợp lý. Không hợp lý có nghĩa là đôi khi nhiều khi chúng ta lại mong đợi quá nhiều, mong đợi quá ít, hoặc đôi khi chúng ta lại yêu cầu con mình bạn lớn làm nhưng mà bạn nhỏ lại không làm, hoặc đôi khi cái đó nó là ý muốn cá nhân của chúng ta thôi. Dạ rồi, hoặc đôi khi chúng ta đưa ra những cái hệ quả không hợp lý hoặc là dọa dẫm quá nhiều. Con xem tivi quá nhiều, chúng ta quá bực chúng ta nói là con mà không cách tắt cái tivi ngay hả mẹ vứt cái tivi ra đường nghe chưa. Ông chuyện đó có bao giờ xảy ra không? Không, nhưng mà nói hoài luôn á. Dạ đúng rồi, rồi nó có tin mình không? Rõ ràng rồi. Không tôn trọng. Nói đến đây rồi thì bây giờ các anh chị nghĩ là chúng ta có cần phải tôn trọng một bạn 3 tuổi không? Dạ, tôn trọng cái gì ạ? Cảm xúc của con. Đúng rồi. Nhu cầu cá nhân của con. Phải đúng không ạ? Và phải tôn trọng luôn cả cái việc là những khó khăn mà con đang có. Ví dụ như chưa thể giao tiếp được tốt, chưa thể trình bày được tốt. Và cái cách mà chúng ta giao tiếp với con, chúng ta nói chuyện với con nữa, ngồi xuống mắt ngang hàng với con chứ không phải là đứng từ trên cao nói xuống. Dạ, và cuối cùng đó là không làm gương. Những bạn nhỏ ấy, và tất cả chúng ta, chúng ta học hiệu quả nhất từ cái việc quan sát chứ không phải là từ cái việc nghe nói. Trẻ con cũng vậy không, chúng ta có nói cái mấy đi chăng nữa nhưng mà chúng ta không làm á thì các bạn nhỏ sẽ không bao giờ học được điều đó hết. Hoặc ví dụ như là chúng ta nói một đằng nhưng chúng ta làm một nẻo. Chúng ta nói là tại sao mà con cáu nhưng mà con cứ suốt ngày con gào lên như vậy vậy? Con có im đi không? Con có thấy mẹ đang gào lên không? Nhưng mà con tức thì con không được gào. Có không? Chuyện nó có xảy ra không? Tức là chúng ta yêu cầu là trẻ con khi tức thì không được gào nhưng chúng ta tức thì chúng ta cứ gào ầm cả nhà lên thì có được không? Là không làm gương đúng không ạ? Dạ rồi. Ok. Vậy thì kỷ luật tích cực nó không có khó, nó không có khó, nói nó đơn giản lắm, là chúng ta chỉ cần nhất quán là chúng ta làm gương thôi. Nói thì nó không có khó nhưng làm nó khó không anh chị? Làm dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Sự thật là thế này anh ạ, em làm việc tư vấn tâm lý cá nhân với ba mẹ rất là nhiều. Trong những cái buổi nói chuyện như thế này, những buổi workshop như thế này, khi mà mình làm như thế này nè, mình giảng bài thì dễ lắm, ba mẹ nghe ba mẹ cũng biết hết á. Nhưng mà để mà sau một cái buổi 90 phút cái xong ba mẹ về cái mình quay lại cái đứa trẻ của mình cái mình làm á, phần lớn thì là không được đâu. Tại vì khi mà chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ quay lại với một cái hệ thống gia đình của chúng ta, trong đó không phải có mình còn có người bạn đời của mình nữa, đúng
mà nó không phải chỉ mỗi hai vợ chồng đâu, còn có ông bà, cô dì, chú bác nữa, có rất là nhiều người cùng tham gia vào cái việc dạy dỗ một đứa trẻ. Rồi đó là còn chưa kể cái việc là chúng ta đã lớn lên như thế nào, tuổi thơ của chúng ta đã lớn lên như thế nào và ba mẹ chúng ta đã làm gì với chúng ta. Và đôi khi thì chúng ta sẽ lặp lại cái việc mà tuổi thơ của chúng ta đã lớn lên và chúng ta làm lại như vậy với con. Hoặc chúng ta sẽ nói là tôi nhất nhất tôi sẽ không làm cái chuyện mà ba mẹ đã làm với tôi sẽ không làm chuyện đó với con. Ủa nhưng mà làm cái chuyện ngược lại nó có chắc là đúng không? Phải không ạ? Nó cũng không chắc là hoàn toàn đúng. Rồi, đó là chưa kể tôi có tuổi thơ của tôi nhưng người bạn đời của tôi cũng có tuổi thơ của anh chị ấy. Chúng tôi mang cái chuyện đó vào nên đứa trẻ này chúng tôi làm gì với đứa trẻ này? Dạ, cho nên là nhất quán và làm gương thì nó cần là ba mẹ cần phải ngồi xuống và đồng lòng với nhau. Rồi tiếp theo, vậy thì chúng ta hiểu kỹ luật tích cực chỉ cần hiểu đơn giản như thế này. Dạy con nó qua cái việc là thiết lập giới hạn một cách hiệu quả. Và vô cùng quan trọng đó là con phải biết rõ, con phải biết rõ về những cái giới hạn đó. Nó phải hợp lý và nó phải công bằng. Công bằng ở đây có nghĩa là công bằng cho anh chị em ở trong nhà. Công bằng ở đây có nghĩa là ba mẹ yêu cầu con làm, ba mẹ cũng phải làm. Và nó hợp lý là nhà mình phải làm được chuyện đó mà ba mẹ đã nói là phải có khả năng làm được. Nó phải phù hợp với lứa tuổi. Chúng ta có một bạn 9 tuổi và một bạn 2 tuổi rưỡi thì chúng ta sẽ không thể yêu cầu hai bạn làm y hệt như nhau được. Nó phải rõ ràng và dễ hiểu, luôn luôn nhất quán là bố mẹ hãy làm gương. Nó rõ ràng như thế nào các anh chị? Hãy tưởng tượng là bây giờ lát nữa xong đó, mình xong cái buổi workshop này cái mình đi về ha. Mình chạy ra khỏi cửa, mình quẹo ra cái ngã tư này, các anh chị nhìn thấy đèn đỏ thì các anh chị sẽ làm gì? Dừng lại, cái đèn xanh thì anh chị làm gì? Đi tiếp. Rồi cái ngày mai ví dụ chỗ trường Lego Play School sang lắm, tài trợ cho tất cả các anh chị mỗi người một vé đi Singapore chơi. Cái mình đi qua Singapore mình thấy cái đèn đỏ thì mình làm gì? Đèn xanh. Mình đi qua Đức thì cái đèn đỏ mình cũng có dừng lại không? Có nghĩa là sao? Cái luật lệ giao thông nó rất là rõ ràng đúng không ạ? Và nó rất nhất quán đúng không? Ở nhà mình có đèn đỏ đèn xanh rõ ràng không? Hay ở đâu cũng là đèn vàng? Nhiều khi không có đèn. Nhiều khi không có đèn luôn. Rồi xong, giống đi Đà Lạt vậy phải không anh? Đà Lạt có đèn giao thông. Thì thế thì mọi người hãy nghĩ nè, nếu như mà một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi 4 tuổi mà không có đèn, các bạn có cảm thấy lo sợ và bất an không? Có đúng không? Tại vì không biết là ủa chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mà khi mà các con đến cái giai đoạn 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi, 5 tuổi á, các con cần có cái cảm giác là tôi có khả năng kiểm soát. Tôi cần biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và tôi cần biết là tôi có thể ít nhất là điều khiển được cái sự an toàn của tôi. Cái đó là nhu cầu sinh tồn tất cả chúng ta ai cũng có hết trơn. Đứa nhỏ nó cũng có. Cho nên là chúng ta càng rõ ràng thì các bạn nhỏ càng cảm thấy an toàn. Mà các bạn nhỏ càng cảm thấy an toàn và an tâm với ba mẹ thì các bạn sẽ càng hợp tác. Đúng không ạ? Rồi. Dễ hiểu ha? Khó làm ha? Dạ rồi. Vậy thì túng lại cái buổi ngày hôm nay, những nguyên tắc ba mẹ cần ghi nhớ. Thứ nhất, ba mẹ nhớ nè, 5 kỹ năng thôi. Thứ nhất là chúng ta có khả năng nhận biết hành vi nào của con là hành vi con đang học hỏi và hành vi nào là hành vi hư thiệt, có nghĩa là đang thách thức ba mẹ thiệt. Hành vi mà đang là con cần học hỏi ở đây có nghĩa là thiệt sự đây là cái kỹ năng con chưa có. Kỹ năng chưa có thì cần luyện tập. Đây là kiến thức con chưa biết thì cần phải dạy. Nhưng mà sẽ có những cái bạn là con cố tình muốn đẩy giới hạn để xem giới hạn của ba mẹ đi đến đâu. Nhưng mà nếu cứ lần này qua lần khác ba mẹ cho phép con đẩy cái giới hạn đó thì dần dà có thể là con sẽ cứ muốn gọi là lạm dụng cái quyền lực mà chúng ta đã vô tình cho con. Thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng con khó ở đâu chúng ta giúp ở đó. Nếu khó về mặt cảm xúc chúng ta giúp về mặt cảm xúc trước. Nếu khó về việc không biết đâu là giới hạn thì ba mẹ sẽ dạy cho biết đâu là giới hạn. Rồi hãy hiểu rằng người lớn cũng góp phần vào cái việc là con chúng ta cư xử đúng đắn hay là chưa tốt, đúng không ạ? Môi trường gia đình làm gương hay không, tương tác trong gia đình đúng hay không. Hãy nhớ rằng trẻ vẫn đang trong quá trình phát triển chức năng não bộ về những nhận định đúng sai, nên hay không nên, và kỹ năng kiềm chế hành vi và cảm xúc cho đến tận năm 25 tuổi cơ, cho nên nó vẫn là đang trong quá trình học hỏi và phát triển. Chúng ta cần phải biết cách hướng dẫn và hỗ trợ con hoàn thiện những kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Chúng ta muốn dạy cho con trở thành người tự tin và độc lập, dạy cho con trở thành người tự lập,
thì chúng ta sẽ phải cho con tự dọn đồ chơi, tự dọn bàn học, tự làm những công việc chăm sóc bản thân mình, đúng không ạ? Chúng ta muốn dạy cho con kỹ năng tự giải quyết vấn đề thì chúng ta phải dạy cho con từ nhỏ. Và cuối cùng, chúng ta phải biết cách dạy cho con học được về hậu quả của những hành vi chưa tốt thay vì là trừng phạt khác biệt. Khi mà nói về hậu quả thì ba mẹ sẽ nói là tôi cũng muốn khi mà làm sai thì cũng phải phạt chứ, đúng không? Phạt ở đây có nghĩa là cần phải cho con thấy có những cái hệ quả. Nhưng chúng ta cần phải thứ nhất là cho con được trải nghiệm những cái hệ quả tự nhiên của cái vấn đề đó. Hệ quả tự nhiên của việc gì? Ngủ dậy trễ thì sẽ đi học trễ, mà đi học trễ thì thầy cô làm gì, đó là hậu quả con phải tự chịu, đúng không ạ? Hoặc là hệ quả hợp lý của cái việc đó là con làm dơ cái bàn, con làm dơ cái tường, con vẽ đầy lên tường, thì hệ quả hợp lý của cái việc con vẽ bậy lên tường là gì? Là con phải tự đi lấy cái khăn mà con lau. Đó là cái hệ quả mà con phải tự dọn, chứ mình không có làm cho con. Cái hệ quả của cái việc con làm đổ nước ra sàn thì mình la con vì cái việc đó, hay là mình yêu cầu con phải tự đi lau nước trên sàn, cái nào là hệ quả hợp lý? Tự đi lau, đúng không ạ? Dạ đó, thì chúng ta cần phải có những cái hệ quả mà nó phù hợp với cái hành vi của con. Và sai cuối cùng, chúng ta cần phải giao tiếp bình tĩnh, rõ ràng và tích cực. Ví dụ với những cái bạn nhỏ trong độ tuổi mầm non và mẫu giáo ấy, khi mà chúng ta muốn con không làm một cái việc gì đó thì chúng ta có thể nói câu đó, nhưng chúng ta phải đi kèm một cái hướng dẫn là con cần làm gì tiếp theo. Ví dụ con ơi, không nghịch ném đồ, nhưng mà bây giờ con đang muốn ném, đúng không? Con đang tập kỹ năng ném, mình đi ra ngoài sân mình chơi ném bóng với nhau nha. Tại vì rõ ràng ném là một kỹ năng mà bạn nhỏ 2 tuổi rưỡi đang học, và con có nhu cầu cần được luyện tập kỹ năng ném, vận động, kỹ năng vận động thô, kỹ năng vận động tinh. Đừng có nói là con đừng có hét lên nữa, mà hãy nói là mẹ đố con hét thật là nhỏ, con có thể hét càng nhiều càng nhỏ đi được không? Thì lúc đó các bạn sẽ cảm thấy là à, mình đang có một cái tương tác với mẹ nó cũng khá là thú vị, nhưng mà nó cũng đạt được cái việc là à, nói nhỏ, nói càng ngày càng nhỏ đi. Khi mà mình cần thì mình hỏi con, chứ mình đừng ra lệnh. Và mình học, mình luyện tập cách giao tiếp là giải quyết vấn đề chứ không mắng mỏ. Và cái slide cuối cùng là mình mong là ba mẹ hãy nhớ, đó là connection before correction. Có nghĩa là hãy kết nối với con trước khi sửa lỗi. Trước khi dạy dỗ và kỷ luật con, thì nếu như mà bố mẹ có thể tạo được cái kết nối với con và với cái tình huống mà con đã làm sai, thì con sẽ cảm thấy an tâm và an toàn. Và khi con cảm thấy an tâm, an toàn và bình tĩnh thì con sẽ sẵn sàng tiếp thu những gì mà chúng ta muốn nói và muốn dạy con. Còn khi mà cả chúng ta không bình tĩnh và con không bình tĩnh thì không ai tiếp thu được nhau hết. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.